Ok, cho mọi người ngắm những bông hoa bưởi nhé. Rất là đẹp đấy, thơm lức này. Chú ong đang đi hút mật lấy nhụy hoa của hoa bưởi đây. Rất là thơm mọi người nhé. Xoay cho mọi người cùng ngắm xem chú ong này chú đang làm gì đây. Bay mất rồi. Bông hoa bưởi rất là dài. Xoay cho mọi người cùng ngắm. Xoay cả cây đấy ạ. Rất là nhiều hoa luôn. Đọc hoa là hoa luôn mọi người nhá, không có một chiếc lá là luôn ạ. Nhiều hoa, cành lá cũng có hoa luôn. Quay sát cho mọi người xem bông hoa. Những bông này mà đậu hoa hết thì là quả thì rất là sai luôn mọi người ạ. Mọi người cùng ngắm. Rất là nhiều nhụy luôn. Nhụy hoa để quay sát cho mọi người. Một bông rất là sai. Sai không được. Có một chú ong này. Quay cho mọi người xem chú ong đang làm gì nhé. Ong chạy đi đâu rồi? Bay mất rồi. Đấy, rất là nhiều ong luôn. Tối rồi nên là chú cũng bay về tổ rồi ạ. Đây xem mọi người. Cây bưởi rất là sai hoa. Cảnh là cũng hoa luôn. Đây, chú ong đang ở đầu đi lấy nhụy đây. Lấy nhụy ở hai bên chân mọi người nhé. Chú ong rất là chăm chỉ. Hoa bưởi rất là thơm đấy. Mọi người ngắm chú ong. Xem cách chú lấy nhụy như nào. Nhiều nhụy hoa luôn mọi người. Rất là nhiều. Bay mất rồi. Đây, rất gần đây. Đó, cùng theo dõi chú ong nhé. Sát cho mọi người cùng theo dõi. Đây, tìm bông hoa khác. Giới thiệu với mọi người đây là quả bưởi của bà bưởi trái vụ mọi người nhé. Không biết là hai quả này có ăn được không. Rất là to luôn. Xót được hai quả bưởi trái vụ. Cây bưởi vừa ra hoa vừa có quả luôn. Rất là to. Không biết là có múi không. Cảm giác rất là lặng đấy. Cây bưởi này là bưởi đoan hùng mọi người nhé. Cây bưởi đoan hùng ngon. Hai quả bưởi trái vụ ăn là thơ. Mình quay từ phía này cho mọi người cùng ngắm đấy. Rất là xa hoa. Cành la cũng có hoa luôn nhá. Những cành la bé tí này cũng rất là nhiều hoa này, mọi người. Cây bưởi bên cạnh đây
Cây bưởi bên cạnh là cây bưởi núi Diễn rồi ạ. Hoa của nó bé hơn cho mọi người cùng ngắm. Bông hoa của nó. Hoa bưởi Diễn này nó khác một chút. Mọi người ngắm lại nhé. Đây, bông hoa của hoa bưởi Diễn này. Mình sẽ vặt thử một bông cho mọi người cùng ngắm nhé. Cách lở hoa của nó cũng rất là khác một chút. Quay cho mọi người cùng ngắm. Sẽ quay bông hoa đó, của mọi người nhé. Quay ví dụ đây, cánh của cái hoa bưởi Diễn nhỏ hơn này, nhị nhỏ hơn mọi người nhé. Đây ạ, hoa bưởi Lan Hồng nó to hơn rất là nhiều, khoảng gấp rưỡi bông hoa bưởi Diễn. Thì cái cánh trắng này đây mọi người, hai bông hoàn toàn thôi nhé. Mình vặt hai bông cho mọi người cùng so sánh nhé. Đây là khác nhau. Đây để phân biệt này. Đây mọi người nhìn này, nhị của cái hoa bưởi Diễn này cũng bé hơn này. Cánh của nó thanh mỏng dài hơn. Còn bưởi Lan Hồng nó to đây. Thơm lắm ạ. Rất là đẹp đúng không? Quay cả cái bưởi Diễn đây, rất là sai hoa. Năm ngoái cây này cũng rất là nhiều quả mọi người nhé. Năm nay hy vọng là cũng sai quả. Bây giờ là tháng 3 rồi. Bưởi này sẽ tầm đến tháng 10, tháng 11 là ăn được mọi người nhé. Tháng 11, tháng 12 là bắt đầu ăn ăn tỉa, ăn tạm nữa. Còn để mà vào vụ ăn thì nó phải là tầm tháng 1 mọi người ạ. 1 thì bắt đầu ăn được. Bưởi Diễn rất là ngon luôn, để được lâu. Bưởi Diễn rất là ngọt. Mình sẽ vặt thêm một bông hoa nữa cho mọi người nhé. Rất là đẹp luôn. Hoa sai là thế này thôi, nhưng mà khi đậu quả thì nó không được nhiều như này đâu. Hoa bưởi này con ta có thể cho vào lố và cùng với chè, rất là thơm. Chè bưởi mọi người, chè bưởi người ta từ ngày xưa thì là một cùi bưởi ấy, mọi người hay làm một cùi bưởi. Có hoa bưởi vào nữa thì nó cũng cái mùi nó rất là thơm luôn. Thơm hơn rất là nhiều đấy. Hai loại hoa rất là khác nhau luôn mọi người nhé. Rất là nhiều phấn hoa luôn. Mình quay video đến đây thôi mọi người nhé. Giới thiệu cho mọi người về cái hai loại bưởi, hai loại hoa của hai cây bưởi, bưởi Diễn của bưởi Lan Hồng ạ. Rất là nhiều nhị luôn. Ong tha hồ lấy ạ. Chào mọi người, cho mọi người ngắm lại này, rất là đẹp. Trắng rất tinh khôi đấy ạ.